Quay trở lại, chúng ta sẽ tại sao chúng ta sẽ dùng tham số để làm gì? Và thầy đã chuẩn bị cho các bạn một cái file như thế này. Đã từng nhìn thấy này chưa? Đã từng làm chưa? Bằng cách nào? Tự gõ vào. Tại sao mình gõ chỗ này là trống? Tại sao chỗ này là ABC? Tại sao chỗ này là như thế này? Hay là copy paste? Thầy tin tưởng các bạn là tự gõ đúng không? Rồi, ok. Chúng ta tự gõ. Và chúng ta tự nghĩ tại sao chúng ta phải đưa vô user trống. Password 123. Đúng không nào? Như vậy thì đây là tích cây với nhiều cái value. Nó có tích path, nó có tích file. Đúng không nào? Như vậy thì đối với lại một tích cây, chúng ta có rất là nhiều cái trường hợp để test cả path cả file. Như vậy có thể là chúng ta sẽ đưa vào 1, 2, 3, thậm chí 30 cái trường hợp để test. Vậy thì khi mà các bạn đưa những trường hợp để test này vào, chúng ta không nối miệng. Chúng ta không có thể mở code ra để gõ. Mà các bạn automation test đã code rồi. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn tester. Automation test vẫn có tester ở dạng manual. Tức là cái ông code cái phần automation code xong rồi. Thì các bạn tester chỉ có việc mở cái file Excel lên. Xây dựng cái bộ tích cây. Chạy cái automation test lên. Nó đọc cái file Excel này. Thế là xong. Đó là test manual của automation test. Đúng không? Thì bạn đó chỉ có việc là làm cái file tích cây này. Chạy cái automation của cái người kia người ta code rồi. Bạn này cũng lương thấp nhé. Chỉ có làm việc là mở cái file Excel lên cấu hình thôi mà. Viết nội dung test thôi. Còn cái chuyện mà cái đứa mà nó code automation là một đứa khác. Đúng không? Thôi mình làm kim luôn này nhé. Ok. Như vậy thì để tạo được cái automation test và dùng cái parameter để đưa vào. Thì các bạn sẽ sử dụng cho thầy. Thứ nhất, bạn là dev. Dev cái này được không? Dev này dễ không? Khỏi demo nhé. Return A cộng B. Khỏi demo nha. Ok, xong rồi. Tiếp tục, mình sẽ viết phần test thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy phần test. Lúc nãy là thầy làm rồi. Bây giờ thầy làm một cái class khác. Nó báo lỗi. Test 2. Hết lỗi. Viết mới nha. Như vậy trong này chúng ta sẽ viết gì ở bên trong này? Mấy hôm trước mình muốn zoom lớn control cộng. Ok, tại vì hồi nãy có tiếng Việt nó không cho cộng. Chúng ta sẽ làm như thế này. A cộng test. Và chúng ta sẽ có public void test 1, ví dụ vậy, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ có một cái class là chúng ta đã viết ở đây. Bằng new. Đúng vậy không nào? Và chúng ta sẽ có một cái hàm sum equal với, chúng ta sẽ lấy giá trị kỳ vọng ra. Và giá trị thực tế thì chúng ta gọi cái hàm này, chúng ta gọi hàm sum. Ví dụ sum của 1 với 2 thì nó sẽ cho ra, mình kỳ vọng là nó ra mấy? Ra 3. Vậy chỗ này đúng hay sai là tùy.
và chúng ta sẽ chọn Run Unit Test. Chạy chưa? Chạy chưa? Chưa chạy. Rồi bây giờ mới chạy nè. Bắt đúng không? Và chúng ta test một lần. Bây giờ test hai lần. Ctrl C dán ra. Ví dụ mình chưa tin tưởng cái này lắm. À, 1 cộng 2 bằng 3. 1 nhân 2 1 cộng 2. Có cách nào mà mình test sai không ta? Ví dụ như 1 không, tất nhiên 1 2 4 là sai rồi. Ừ, đây. Đây 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 đây. 2 với 2 bằng 4 là đúng đúng không? Chắc không? 2 với 2 bằng 4 đúng không? Đây, đây, hay quá. Thầy đang nghĩ ra, tự nhiên thầy thông minh ghê. Tự nhiên thầy cảm thấy thầy rất thông minh ở chỗ này. Rồi, ok. À, mình đang nghĩ rằng 2 cộng 2 là 4. Thầy nói gì kỳ kỳ vậy? 2 cộng 2 là 4 đúng rồi. Đây. Nó là đây nè. Hay quá, em thông minh hơn thầy. Mình đang sum đúng không? 2 cộng 2 là 4. Ủa tất nhiên mà thầy. Thì 2 cộng 2 là 4. Đúng không? Đúng không nào? Đây. 2 cộng 1 cộng 2 bằng 3. Ủa hồi nãy thầy chạy cái này đúng mà. Đúng đúng chưa? Đúng. Phải không? Cái này đúng mà. Ủa thầy đang nói gì vậy? Hả? Ủa cái này đúng mà thầy nói gì vậy? Phải không? Cái này rõ ràng đúng mà. Thầy đang muốn nói gì? Đâu có. 2 cộng 2 bằng 4 đúng rồi. Đây mở cái này ra test lần nữa nha. Tại vì sao mình phải test nhiều cái trường hợp là vậy? Hên quá, tự nhiên thầy thông minh. Đây. Mình test một trường hợp mình có kết luận là nó đúng được không? Chưa chắc. Rõ ràng hồi nãy mình đang test 2 cộng 2 bằng 4 là đúng rồi mà. Vậy thôi mình kết luận là cái code đó đúng đi. Chưa chắc. Đúng không? Đây. 1 cộng 2 phải bằng 3 mới đúng. Nhưng mà rõ ràng 1 cộng 2 của chúng ta bằng 2. Thì mình kết luận đây là fail. Thằng dev fail. Đúng chưa? Tại sao fail? Vô đây xem thử nào. Chết cha. Hồi nãy buồn ngủ. Phải A cộng B mới đúng. Con này A nhân B. Kinh khủng chưa? Thấy chưa? Thấy cần tester chưa? Đúng không? Rơi vô trường hợp 40% đó nha. Hoặc là ảo tưởng sức mạnh là không có lỗi xảy ra nha. Ủa rõ ràng là ảo tưởng chứ gì nữa. Nếu mà bạn test kiểu vậy là chết rồi. Ảo tưởng sức mạnh chắc luôn. Ủa rõ ràng 2 cộng 2 bằng 4 mà. Đúng chứ có sai đâu. Được chưa? Như vậy thì đây mới là trường hợp phát hiện ra test sai. Rõ ràng test sai không? Test sai. Mà test sai nữa. Và cuối cùng kết luận là gì?
Đúng. Ok, mua đồ của mày xong rồi đó. Bác chết cha luôn. Đúng không? Như vậy thì tester ở đây của chúng ta phải làm sao? Sai là sai ở đâu? Sai ở người thiết kế. Ở cái người design á, đưa ra cái test value giá trị kém. Quan trọng ha. Cái ông test design bắt đầu thấy lương cao chưa? Thấy tại sao ông lương cao chưa? Tại vì nếu như mà ông đưa ra cái test value của ông mà có giá trị cao thì đã phát hiện ra thằng dev nó sai rồi. Nhưng mà ông đưa ra cái giá trị test value này quá kém đi, nó rơi vô cái trường hợp đúng cũng được, sai cũng được. Đúng nó cũng đúng mà sai nó cũng đúng luôn. Bởi vì 4 cộng 2, 2 cộng 2 bằng 4 và 2 nhân 2 cũng bằng 4 luôn. Đấy, cho nên các bạn thấy là đối với test design lương cao là thế. Tức là anh test xong là xong, chắc chắn đúng. Còn này test xong cũng chưa chắc đúng. Đấy, được chưa? Như vậy thì thầy nói sợ quá. Thôi vết cạn đi. Thay vì test 2 test cây đúng không? 2 test value đúng không? Thôi mình thử đi, thử thêm đi. Chắc gì đúng, thầy nói rồi mà, chắc gì đúng. Phải không? Chắc gì đúng. Cái ông thầy này thiệt tình. Thôi bây giờ mình 2 cộng 5 đi. Chắc chắn bằng 7 không? Rồi ví dụ như là 12 cộng với 22 đi. Có chắc rằng bằng 33 không? Đúng không? Rồi gì nữa? 222 cộng với lại 111 có chắc rằng là bằng 333 không? Đúng không? Cái code này của mình hồi nãy là nó đang bị fail, cho nên chắc chắn là nó fail rất nhiều. Đúng không? Đó, đang bị fail. Nó fail. Như vậy thì mình vô mình sửa code đi, đừng có để cho thằng kia nó sai nữa. Mình đã biết nó fail rồi mà cứ test. Rồi, bát. Bát đâu? À, chỗ này đúng rồi, chỗ này thầy bị sai nè. 1-1 chứ. Rồi, ok, bát chưa? Rồi, bát đúng không? Như vậy thì trong trường hợp này 1, 2, 3, 4, 5 chắc chắn đúng chưa? Đôi khi đối với bài này nó dễ thì mình nghĩ chắc chắn là nó đúng, nhưng mà với một số trường hợp thì chừng đây chưa chắc đúng. Ví dụ tính điểm trung bình, ví dụ xét học bổng, ví dụ tính lãi suất ngân hàng, chừng đây nhầm gì? Có 5 cái value nhầm gì? Bạn phải test hàng trăm trường hợp. Tại vì cái điểm nó xích sát nhau. Và mình xét học bổng cho sinh viên, mình xét trường hợp đậu rớt cho sinh viên, tùy thuộc vào cái nghị định, nghị quyết của người ta. À, với trung cấp, với cao đẳng, với đại học phải xét thế này nè. Khác nhau. Được chưa nào? Cho nên ở trong trường hợp này, chúng ta sẽ có nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Và cái test value của chúng ta không chỉ là 5 mà có thể là 50, thậm chí là 500, thậm chí là 5.000. Được không? Cho nên trong trường hợp này chúng ta không xài cái test này kiểu như thế này được. 5.000 cái mà ngồi đó mà gõ vô à? Thì chúng ta phải làm gì? Đọc từ file vào. Đọc từ data vào, đọc từ SQL vào. Không ngồi đó gõ được. Dữ liệu có rồi. Điểm sinh viên có chưa? Có rồi. Tính được trung bình không? Được rồi luôn. Thằng dev nó viết rồi. Và đã xếp loại chưa?
trước đây đã từng xếp rồi, có kết quả luôn rồi, vậy có giá trị mà kỳ vọng không? Có luôn, là ông kia ông đã từng xếp bằng tay luôn rồi, để cho cái bạn đó có học bổng luôn rồi, để cho bạn đó không có học bổng luôn rồi, học bổng giỏi, học bổng xuất sắc luôn rồi, ông vàng luôn rồi. Vậy bây giờ mình test lại cái xếp trước đó đúng hay sai. Như sinh viên FPT của mình ngay ngay tại đây, như sinh viên 12.000 các bạn. Mà 12.000 sinh viên mỗi học kỳ, nhân lên coi, mình xét từng học kỳ mà, được chưa? Cho nên số lượng lên vài trăm ngàn recall là chuyện bình thường. Data mình có rồi, bây giờ mình muốn kiểm lại cái dữ liệu mà đã từng xét ông vàng đúng hay sai, thì mình đẩy mười mấy ngàn recall đó vô. Cho nên cái việc mà mình ngồi đó mình gõ cái này hả, không được. À, bây giờ nãy giờ vẫn nhập thôi nhé, bây giờ mới vô. Bây giờ mới vô nè, được chưa? Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ tạm thời dừng cái chỗ này lại, và chúng ta sẽ chọn automation run with với cái class parameter chấm class, mình sẽ chạy với cái lớp này và chèn cái parameter vào. Run cái gì? À, run cái gì? Parameter 0s. Run cái gì? Yes, đúng không? Ok. Rồi, đây mới là lớp đúng nè. Parameter. Chúng ta sẽ chạy với cái này và chúng ta làm gì với nó? Làm gì với nó? Chúng ta sẽ khai báo một cái giá trị khởi tạo của cái thằng phép cộng hồi nãy. Phép cộng của mình có gì? Số thứ nhất, số thứ hai và tổng trả về. Như vậy chỗ này mình sẽ khai báo in private, in first number, chấm phẩy, private, second number, và chúng ta sẽ có giá trị trả về đó. Rồi, chúng ta có ba cái trường hợp mà chúng ta sẽ khai báo, bởi vì tí nữa chúng ta sẽ accepted. Ok, chúng ta sẽ lấy giá trị trả về, làm viết theo cái này luôn đi cho nó giống. Accepted number người ta không dùng exception mà là accepted. Rồi, ok, giá trị trả về. Chúng ta sẽ viết một cái khởi tạo với ba cái thuộc tính này, và chúng ta khai báo thêm một cái nữa là cái lớp của chúng ta, khai báo cái hàm tổng ở bên kia để tí nữa chúng ta gọi. Tí nữa chúng ta gọi. Rồi, bạn vô khai báo một cái
cái lớp, một cái hàm khởi tạo của cái lớp này, mình gen gen ra cái hàm khởi tạo ha. Mình dùng ba cái tham số này thôi. Rồi, hàm khởi tạo. Bây giờ mình sẽ khai báo tham số nè. Khai báo tham số nha. Bạn sẽ dùng cái notation parameter chấm à không s chấm 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 param parameter, bạn sẽ khai báo cái tham số ở đây. Parameter ZED chấm parameter. Và dưới này chúng ta sẽ sử dụng cái collection. Collection là giống như chiếu cái mảng á, hoặc là danh sách, hoặc là map, tùy theo cái mà bạn đưa vào là gì. Thì chúng ta sẽ có public static collection input, đưa giá trị vào ở đây. Trong cái input này chúng ta sẽ trả về một cái danh sách bằng cách là bạn khai báo cái array chấm atlist. Atlist là thêm cái danh sách vào. Trong cái danh sách này nó chứa cái gì? Bạn sẽ new một cái object. Tại vì sao là object? Tại vì sao mình dùng object? Tại vì đối với lại cái object thì mình sẽ đưa ra cái kiểu dữ liệu tùy biến. Mình thích đưa gì đưa. Đó. Mình cố tình mình đưa cái object là vậy. Mình muốn đưa gì cũng được. Collection này bạn phải control space để cho nó chèn cái import cái class collection ở bên cái UT vào. Tại lúc nãy mình chưa chèn á. Bỏ cái e này đi. Mình chưa cái import cái class collection vào cho nên là nó báo lỗi. Đây nè. Collection unit. Rồi các bạn sẽ return cái gì ở đây? Các bạn tạo ra một cái mảng hai chiều nhé. Tại sao phải mảng hai chiều? Lý do là mình sẽ test nhiều trường hợp. Mình sẽ test nhiều trường hợp. Hồi nãy mình test là 1 cộng 2 bằng 3, rồi 2 cộng 3 bằng 5, rồi 2 cộng 2 bằng 4 rồi đó. Mình test nhiều trường hợp. Thì mình sẽ đưa ra trường hợp thứ nhất nè. Trường hợp thứ nhất, 1 cộng 2 bằng 3. Đấy. First, second và accepted result. Đó là ba giá trị đó. Đây nè, mình đang khởi tạo nè các bạn. First, second. Đây mình đưa khởi tạo nè. Còn nếu như mà các bạn đảo lại thì các bạn sẽ đảo giá trị này lại. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai mình kiểm thử. 2,2,4. Trường hợp thứ ba mình kiểm thử là 111,222,333. Mình muốn bao nhiêu trường hợp kiểm thử thì mình gõ giá trị vô đây. Được không? Đến chỗ này kịp không? Cái chỗ này là cái mà mình mới kiểm thử lúc nãy đó. Thì thay vì mình kiểm thử trực tiếp thì mình đưa giá trị vô đây. Đây là mình mới khởi tạo thôi nhé. Bây giờ bắt đầu kiểm nè. Test cái gì? Mình sẽ bắt đầu kiểm nha. Public
voi tết, mình ghi tết thôi cũng được, mình ghi gì cũng được, miễn là nó có cái annotation tết là được. Rồi bên trong này mình làm gì? Mình sẽ nêu cái bạn này lên, nêu cái bạn này lên. Cái bạn này là mình viết ở bên kia, hồi nãy nó có cái hàm, có cái hàm cộng á. Rồi sau đó cái này nó trả về một cái giá trị đúng không? Giá trị này trả về kiểu in, thì mình sẽ có cái giá trị trả về bằng, mình gọi đến cái hàm sum hồi nãy. Sum này thì mình lấy first cộng với second, đúng chưa nào? Đây first second nó trả ra cho thầy cái giá trị. Bây giờ thầy mới đi so sánh nè. Cái giá trị kỳ vọng của mình nằm ở đây, giá trị thực tế nằm ở đây. Hai cái so sánh với nhau. Như vậy mình đã xong cái phần kiểm thử của mình. Chạy. Đây. Mình đã kiểm thử 3 trường hợp pass hết. Mình viết mấy test case ở đây? Mình viết có 1 test case thôi. Nhưng nó chạy giá trị đầu vào là 3 trường hợp. Cho nên nó chạy cái test case này 3 lần. Thì nó báo ra đây là 3 test case. Chứ thực ra mình viết có 1 test case thôi. Được không? Nếu như mình muốn kiểm cái trường hợp khác, ví dụ như là mình muốn kiểm sai, chỗ này coi thử nó ra cái fail nhé. Ví dụ như là 1 cộng 1 bằng 1 fail. Chạy. Đây. Trường hợp này là fail. 1 cộng 1 bạn đang kỳ vọng là bằng 1. Nhưng tôi đã cộng nó ra 2. Fail. Được chưa? Cái này là mình cố tình mình cho số vô cho nó sai. Đó. Còn lấy chỗ này bằng 2 thì chắc chắn đúng rồi. Đâu có báo gì đâu. Có 4 trường hợp đều đúng cả. Đó. Được chưa? Như vậy, chỗ này thay vì các bạn gán trực tiếp thì các bạn sẽ đọc dữ liệu từ file Excel vào. File Excel của bạn sẽ đưa dữ liệu vào. Vậy thì mình xuất cái gì ra Excel? Hồi nãy thầy nói xuất mà. Có gì để xuất không? Có gì để xuất không? À, giả sử đi. Chỗ này mình đổi là phép nhân cho nó hấp dẫn. Đây. Mình nói với bạn Dev rằng cái model của bạn sai rồi. Dev chịu không? Không chịu. Đây, chỉ ra cho nó chịu. Ở đây tôi đang cộng 1 cộng 2, tôi kỳ vọng bằng 3. Đứa bé lớp 1 nó cũng biết. Nhưng code của anh cho ra bằng 2. Đúng không? Mình chỉ cho nó chứ. Thì mình đẩy cái này ra đâu? Mình đẩy cái này ra đâu? Kiểm thử cơ bản. Đẩy ra chỗ nào? Những cái test sai.
Tết gì? À, Tết gì Fed. Và mình chỉ tiếp chỗ này nữa. Đây, cái này cũng sai luôn. Bạn kỳ vọng là 333. Nhưng mà thực chất cái ứng dụng, cái model của bạn đã tính ra là 24.642. Bạn thấy sai chưa? Phải chỉ cái này ra cho người ta chứ. Đâu có nói miệng. Được không? Rồi sao chỉ? Cái này nó mới có report ra đây là do cái re-unit nó report mà. Mình làm sao chỉ? Ok. Làm sao chỉ ta? Có ai nhớ làm sao mình viết cái gì để mình lấy được các cái lỗi đó ra không ta? Ừ, đúng rồi. Nhưng cái collection của mình nó chỉ khi nào mà bạn error nó mới là collection mà cái bài của lớp 2. Của cái bài phần trước của cái slide 3. Khi nào mà nó nhảy vô đây nè thì nó mới là collection. Lấy cái error đó ra. Nhưng mà mình đang fail. À, failure. Mình lấy cái class failure để mình lọc những cái nào fail. Vậy thì mình phải viết thêm gì ta? Viết cái gì? À, như vậy thì mình sẽ viết một cái class test run. Nhớ không? Test run. Và trong này mình viết cái gì? Viết cái main. Rồi. Gì nữa? Đúng rồi. Gì? Phải chọn đúng nha. Chọn đúng cái thư viện nha. Chọn cái reunit render nha. Bạn chọn cái trên là nó lỗi á. Rồi chọn đúng thư viện. Bằng bằng gì? Z unit core chấm run class. Class nào? Class này test 2 chấm class. Mình muốn chạy class nào thì mình chỉ vô. Rồi gì nữa? For để lấy tất cả những cái nào mà fail lấy ra. Failure 2 chấm result chấm get failure. Mình làm gì chỗ này? In cái lỗi ra. Chấm to string. Và sau khi in hết ra thì mình báo một cái. Xong chưa? Mình báo một cái là xong chưa? Nếu xong rồi thì failure. Resource chấm rồi, thay vì mình chạy bên kia nó báo ra đây kiểu này, mình không có, mình nói có sách phải mất có chứng, mình không có chứng gì hết, nó chạy trên app của mình mà người ta đâu có biết, người ta làm dev người ta đâu quan tâm. Đây copy cái này gửi gửi Zalo cho nó hả? Làm sao? À, chỗ này mình phải xuất ra
Excel ở đâu? Ở chỗ cái text defect á, xuất mấy cái dòng này nè, xuất cái này nè. Bạn đang kỳ vọng là ra 3 nhưng mà thực chất bạn tính được có 2 à. Bạn đang kỳ vọng là 333 nhưng mà thực chất bạn tính đến 24.642. Bạn kỳ vọng là 2 nhưng thực chất bạn tính là 1. Được chưa? Như vậy thì chúng ta đã kết hợp đọc và ghi file Excel. Nhiệm vụ của các bạn đối với lại bài tập làm thêm là bạn sẽ viết một cái đoạn test như thế này và bạn đọc dữ liệu test từ file Excel vào đây. Thầy sẽ chuyển cho các bạn một cái file Excel. Và nhiệm vụ của bạn là đẩy ra những cái nào mà fail ra test defect giúp thầy. Như vậy đó là hoàn thành cái nhiệm vụ bài làm thêm của lớp 3. Được không? Như vậy nhiệm vụ của bạn là test lại giúp như thầy để các bạn đưa ra các cái test fail đây. Đó, đưa ra các test fail đây.